Lên bắt đầu với tay vlog, xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hôm nay mình thấy một đoàn ăn nó bay ra ngoài mà không biết ăn của mình hay là ăn ở đâu nó chuyện tới. Đó, mà nó bu vô đây. Đó, nhà dì ba lo mang được ngang sao ăn đầu năm mới mà nó bu á tới ba ổ luôn vậy, bữa bé ổ ngang. Ba ổ rồi đó. Ông gì không, nó bu rồi nè. Ở cây lục bừng nè. Ở giờ nó đang bu lại đó không? Mà con chúa có không này không biết nha. Đó, bây giờ nó đang bu lại nha. Ô vậy. Đó. Đó. Nó bay toàn ăn chúa không á. Cá cho một con nè. Nó bay mù mịt cái khu này luôn. Hồi nãy mình ra đây mình coi nó mù mịt luôn các bạn. Giờ nó bu vô cái cây này. Đó, nó bu vô cái cây lục bừng này. Sao ai? Đây cho bù chuối sao nhả lấy cái lòng mới dùng ư. Đó, giờ nó bù hết đó thấy không? Đó. Quý vị thấy không? Sao sao lấy cái lòng nhanh lên sao? Nè 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 nè. Mình thấy con chúa rồi. Ờ. Ừ. Đâu quý vị ơi. Mình cho lên kiếm ăn chúa mình bác mình bỏ vô lòng luôn nha. Đây. Đây các bạn. Đây. Ăn nó chuyện này em bé ăn chú đây. Thấy không? Đâu có gì thấy không? Ăn chú, ăn chú nó to nha. Đây đây. Bé xuống đây luôn. Đó đây, mình lên mình thay em bé ăn chú luôn. Đó các bạn thấy không? Bấm bấm chưa? Coi bấm chưa? Thấy chạy chạy dưới này chưa? Đó, bây giờ mình bỏ vô lòng nha. Thôi quý vị thấy không? Đi cô lại thứ nhóc. Rồi, ăn chú đây. Mình bỏ vô lòng. Bỏ vô lòng xong rồi mình sẽ đưa nó lên lại quý vị để cho nó đu vô nha. Vô lấy cái nón, để vô lấy cái nón. Rồi mình biết treo đây đã. Biết treo đây đã, giờ mình vô lấy cái nón. Đi, anh cầm em vô lấy nón cho. À. Rồi vô lấy cái nón đi. Lấy cái nón, lấy cái nón rồi nha. Rồi lấy cái nón đi. Đó. Đồ ăn này không biết của mình ở đâu tới mình không có biết quý vị. Giờ mà nó bay nó đu lên nghỉ chân ở đây. Đó, thịt dành bé con chú ở đây các bạn thấy không? Bé con chú này nè. Đó, bé con chú đây. Đó. Ăn chú nè. Đó, mình bỏ vô. Má con ăn chú ở đâu? Hả? Lấy cái mùng tủ lên cho luôn. Đừng, đừng, con đừng, xuống đi tay ra con. Đó, chú anh bác đồ đâu quý vị. À, chú rất là đẹp nha, lớn nha. Đó, quang này nè. Đây cũng cả được chén ăn nha quý vị ơi các bạn ơi. Được chén ăn á. Đó không? Đây. Chúa rất đẹp nha. Đó cho nên quan mà nó chiền nó cũng rất là dọn quý vị. Nên tách đòn á, nó tách đòn là nó từ giờ nó chưa có bị phái phát gì. Đó nó chỉ tách đòn thôi nhưng nó không có cán gì, nó cũng hiền. Đó, quý vị thấy không? Hai cái tay em để vô này nó cũng đâu cán thấy không? Rồi giờ mình sẽ lấy cái nón đây. Đó, để mình à được ở đây được rồi. Rồi cầm cái máy quay được rồi. Đó. Các bạn ơi bây giờ mình sẽ lấy cô ăn này vô. Cô ăn nó đu vô. Chúng mình nó bu vô nè. Nó bu. Đắp đi. Mùng đai nấu ở bù này. Nấu ở bù gì đó. Ờ, có quá trời ăn. Con Ba thì để đó cho nó bù vô nghe quý vị. Rồi. Rồi. Ủa ăn. Rồi. Quay nữa đi. Quay nữa đi.
À, vì vậy thấy không, mình khi mình bé con chúa mình bỏ vô cái lồng này, mấy ăn gì bắt đầu nó sẽ bù vô con chúa theo vậy thấy không? Đó. Nó bù vô thấy không? Đó, thấy không? Đó, bây giờ bắt đầu nó sẽ truyền qua đó. Đây. Không có gì. Đó, nó bù nó vô vô con chúa đó. Không. Nó bu bay qua thấy không, nó đậu đây, nhưng mà mấy con chúa mình bỏ vô cái nón đây là nó không qua đây quý vị thấy không, nó rất là nhanh, bu rất là nhanh thấy không, con chúa đi đâu là đi đó thôi. Chúng ta có thể bác bỏ như mình trên lưng của mình là nó lên lưng mình nó đu thôi, để trên mẹt thì nó đu trên mẹt, đủ chỗ nào thì đu chỗ đó thôi, quý vị thấy không. Thôi giờ đu qua quý vị theo đu qua không? Ở đây. Ê, đừng, đừng, để nó kéo ta đó, khác. Nó kéo ngay thầy Mỹ ơi. Cán nó ngang. Cán đó. Xuống rồi, tái đó con ơi, trời ơi. Ồ, vậy thấy nó hoài nhanh không? Rất là nhanh nha. Ồ. Quả của chồng ăn á. Rất là nhanh. Quả. Bây giờ quả đi đâu vậy? Ồ, hai bên nó gần đều nhau rồi các bạn thấy không? Ôi vậy thấy không? Đây là mẹ. À, nó qua hết luôn đây luôn thao, nó bu hết qua đây luôn thao. Đó. Không. Đó. Bu. Rất là nhiều. Hả? Sao? Có chứ, nó làm sao đít á, nó cán nó dính kim luôn á, ở rồi. Ui, thì sao dí ra cho dạy. Dí nó. Ôi, vậy thấy nó bù qua không? Đó, bù đài luôn. Đây là con chuối đi đâu, đi đó thôi. Đó. Các bạn không? Nó chuyện nó cũng hiền, nó không có cán vậy không? Đó. Thì chúng ta phải có cái kinh nghiệm bác ăn mà nó chuyện. Đó, chúng ta cũng dọn dĩ thôi. Chúng ta không có sợ gì hết, nó không có cán đâu, nó rất là dọn. Nó rất là hiền. Đó, giờ nó bù hết luôn thấy không? Để có gì thấy không? Giờ mình chỉ cần nó bù đó rồi mình gom đi thôi. Mình gom lại, mình cột lại rồi mình đem về mình nuôi vô thùng mình nuôi thôi. Nào vô hết rồi đó. Ồ vậy thấy không? Rồi. Còn mấy con nữa là hết rồi đó. À, vô hết luôn. Rồi chúng ta sẽ bỏ mùng lại. Là xong. À, chúng ta là được một cô ăn. Nó bù lại đó thấy không? À. Bù thấy không? Ù là chú thấy không? Dầm để đây, chú đây thì nó bu ngay ra thấy luôn, bu cục vậy nè. Dạ ơn quay phim nha. Đừng quay phim mà là đâu vô cục cái này, cục vậy nè. Ù thấy mình đi một đường á. À mà nhiều người để cái mẹt nè, đu cục vậy nè, nó cột ngay lúc tao đi cục vậy nè. Đi rồi. Ờ tao vô cũng sợ ấy. Đó. Đi đâu? Ồ, quý vị thấy không, nó đu vô thấy chưa không? Mình cứ để cho nó đu đầy đủ thấy đi. Rồi, xíu mình lấy mùng mình trùm là xong luôn. Đó. Rồi các bạn, bây giờ nó đã đu vô thấy rồi, giờ mình lấy xuống rồi mình đem bỏ vô thùng thôi quý vị. Bù vô thấy. À,
bù vô hết rồi sao? Đâu nó còn hơi con luôn mà mơ. Ê, đừng có chô vậy. Quay phim đâu quay mạnh vậy, quay nhẹ nhẹ thôi, làm chỉ vô làm YouTube thôi, là quay nhẹ nhẹ thôi. Đó, giờ các bạn không thấy không, nó bù thấy dầu, giờ mình sẽ bác cô ăn này để bỏ vô thùng nuôi thôi. Đó. Rồi mình video tới đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị, các bạn, anh chị đã theo dõi video. Có gì hay bấm like, bấm chia sẻ, đăng ký, ủng hộ. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều.